những cái cảnh sát Philadelphia. Dạ. Vâng. Thì họ đã bị một khoảng 13 người là bị buộc phải thôi từ chức, đúng không? Tức là theo cái bản tin, đây là một cái bản tin mà trong vài ngày qua mà dư luận toàn quốc đang rất là lưu tâm, thưa quý vị. Và trong cái ngày hôm qua thì đã có hàng ngàn cư dân Philadelphia xuống đường phản đối và yêu cầu là phải bắt giữ và phải bắt những cái vị cảnh sát. Họ yêu cầu là 72 cảnh sát tại Philadelphia phải bị bắt giữ. Đó là theo cái lời yêu cầu của người dân trong khi họ biểu tình. Nhưng mà vào ngày hôm nay thì chúng tôi được biết là có 13 cảnh sát Philadelphia đã bị sa thải. Vì cái nguyên nhân là vì những cảnh sát này đã đăng một cái bài, không phải một bài mà họ đăng tới 5.000 cái bản post trên Facebook đã vài năm qua. Mà những rất trong đó rất nhiều, ta có tới hơn 300 bản đăng trên Facebook là mang cái nội dung kỳ thị chủng tộc, khiêu khích bạo lực và thậm chí là thúc đẩy các cái vụ nổ súng. Yeah. Thì vào ngày hôm nay thì chính thức là 13 người bị sa thải. Còn lại là cũng khoảng hơn 50 người khác, trong số là 70 mấy người đó. Hơn 50 người còn lại thì là bị khiển trách và hoặc là đình chỉ công tác ngày hôm nay. Yeah. Thì không biết là cái lực lượng cảnh sát của Philadelphia này họ làm như thế nào, nhưng mà họ post lên một cái lượng bài, lượng tin, lượng video nhiều đến như vậy trong một cái để mà gây ra những cái sự chia rẽ, những cái sự hận thù về mặt sắc tộc như vậy, thì rõ ràng đây là một cái việc không nên làm. Thay vì họ tập trung vào những cái phần chuyên môn của họ thì có lẽ hay hơn. Nhưng mà Linh Nga cũng biết là ở tất cả các bộ phận nào á, của cái sở cảnh sát nào thì cũng có một cái bộ phận họ làm về truyền thông, tức là họ lo chịu trách nhiệm về những cái mà những cái video đó, quảng bá đó để tiếp cận gần với lại người dân hơn, để giúp người dân nắm cái thông tin hoạt động của một cái sở cảnh sát hay là một cái cơ quan nhà nước nào đó. Nhưng mà tại sao lại những cái người này lại họ có thể là họ tự post như vậy? Đây thì Linh Nga nghĩ là nó là mang tính chất cá nhân, đây là những cái trang cá nhân, nhưng mà đây là nó nằm trong một cái vụ, một cái chiến dịch kiểm tra của các giới trách thành phố Philadelphia. Nó có tên gọi là vụ, nó có tên gọi là Plainview. Mà từ cái vụ Plainview này có nghĩa là các giới trách mà cao cấp của Hoa Kỳ, họ thực hiện một cái cuộc kiểm tra gọi là kiểm tra độc lập. Độc lập có nghĩa là họ đi vào từng cái cá nhân của cảnh sát một đó, với hàng ngàn dòng tin trên Facebook của tất cả các cảnh sát trong, tại không phải là tại riêng Philadelphia mà tại 8 thành phố. Và sau khi mà các giới trách họ kiểm, họ thực hiện một cái cuộc kiểm tra, nó có tên gọi là Plainview, và với cái khẩu hiệu họ đưa ra đó, gọi có tên gọi là Injustice Watch, thì họ phát hiện ra có vô số những cái người cảnh sát là rất vô trách nhiệm và có những cái tư tưởng rất là bạo lực, cũng như là họ được đăng lên những cái dòng tweet, những cái dòng trên Facebook mang tính chất là kích động bạo lực, rồi thậm chí là có những cái từ ngữ giống như là hang him có nghĩa là treo cổ nó lên, hay là hoặc là gọi những cái suspect là những cái nghi phạm là animal, là thú vật đó. Thành ra là những cái hành động và những cái lời lẽ kích động như vậy, kích động bạo lực như vậy của những cái viên cảnh sát này khiến cho người dân người ta cũng giận dữ. Và khi mà các giới trách họ tìm hiểu thì họ phát hiện ra là có rất nhiều những cảnh sát như vậy. Và đặc biệt là trong những cái bản tin mà chúng tôi đọc trên đài CBS vào sáng ngày hôm nay, thì họ cũng nói là vào năm 2017 cũng từng có một vị cảnh sát là đã đăng những cái dòng của ông này trên Facebook với cái tư tưởng là rất phân biệt chủng tộc đối với người theo đạo Hồi giáo. Thưa quý vị, thì rõ ràng là đây là một cái nỗ lực rất là lớn khi mà chúng ta các giới chức các kiểm tra những cái trang Facebook cá nhân của từng cái viên cảnh sát như vậy. Tại vì rõ ràng đây là gần như là một cái việc không thể, tại vì hiện nay đó chúng ta cũng thấy là cái việc tự do thể hiện quan điểm, tự do ngôn luận ở trên Facebook là một cái việc, hoặc là trên mạng xã hội đó là một cái việc, đó là thực hiện cái quyền theo cái tự do ngôn luận của từng người dân. Nhưng mà khi những cái này được sử dụng vào những cái mục đích sai lệch, hoặc là được sử dụng, cái tự do ngôn luận này được sử dụng vào mục đích để kích động thù hận, để kích động bạo lực và để gây chia rẽ trong cộng đồng, thì đây là một cái việc đáng lên án và cần phải có một cái xử phạt sự rất là nghiêm trong vấn đề này. Dạ, thì cũng theo đó chúng tôi cũng được biết rằng cái ông thị trưởng của Philadelphia là ông Jim Kenney, ông cũng đã lên tiếng và ông rất là
thất vọng trước những cái việc sự việc vừa diễn ra và những cái điều mà các giới trách họ đã phát hiện được trên những cái trang Facebook của những cái vị cảnh sát này. Và ông cũng nói rằng là thực ra thì vai trò của những cái người cảnh sát là phải phục vụ cho người dân, bảo vệ và trợ giúp cho người dân và đưa người dân có những cái mà niềm tin vào cuộc sống, chứ không phải là có những cái hành động như kích động bạo lực, đưa những cái vấn đề về như là gọi những cái người thủ phạm như là động vật hay là kích động là giết chóc, rồi thậm chí là kích động đến cả những cái vụ nổ súng. Thì với ông cái việc này là không thể chấp nhận được. Và cái vụ việc này nó diễn ra thì không phải chỉ có 13 cảnh sát ở Philadelphia bị sa thải ngày hôm nay thưa quý vị, mà còn một số cảnh sát khác cũng ở các thành phố khác, bởi vì họ kiểm tra 8 cảnh sát của 8 thành phố cũng bị sa thải và hoặc là bị đình chỉ công việc. Thì qua cái sự việc này thì nhiều giới trách cũng như là nhiều người dân họ đặt ra một câu hỏi rằng không hiểu rằng có phải là chính vì những cái thái độ và những cái tư tưởng như vậy của những cái vị cảnh sát khi họ đăng trên Facebook, nó đã dẫn tới nhiều cái vụ việc mà có cái sự phân biệt đối xử của cảnh sát đối với người da màu trong những cái năm vừa qua hay không. Bởi vì quý vị cũng đã biết tới vô số những cái cuộc biểu tình, mà đặc biệt trong đó là cuộc biểu tình của người da màu, mà việc là cảnh sát da trắng mà bắn người da màu, sát hại người da màu liên tiếp diễn ra trong suốt cái thời gian vài năm, nhiều năm vừa qua. Thì đây bây giờ thì người dân người ta đặt câu hỏi, bởi vì trong cái hàng ngũ của những người cảnh sát họ có những cái quan điểm như vậy. Cho nên vì vậy cái thời điểm này là cái thời điểm mà Linh Nga nghĩ là rất là hữu dụng cho các giới trách nhân cái dịp này có thể là tìm ra được những cái vị cảnh sát mà tốt hơn so với những cái mà hàng ngũ cảnh sát trước đây.